Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video về ôn thi chứng chỉ Microsoft Office và Excel dành cho ứng dụng Excel phiên bản 2016. Và với nội dung của video này thì các bạn sẽ tập trung vào phần là Save Workbooks in Alternative File Format, tức là chúng ta sẽ lưu cái bản Excel của mình thành một cái định dạng khác so với cái định dạng Excel thông thường mà chúng ta vẫn hay làm. Thế để làm tốt nhất thì các bạn nên mở cái file thực hành có tên là 1.5.2 lưu dưới định dạng khác chứ. Và trong cái file này thì chúng ta thực hiện cái thao tác lưu định dạng khác thôi. Các bạn hoàn toàn có thể dùng chức năng là Save As, là cái phím tắt nó là F12. Và nếu mà theo chuẩn thì các bạn có thể vào file, xong rồi chúng ta chọn là Export, tức là chúng ta sẽ xuất cái bản Excel của chúng ta thành cái gì đấy. Ví dụ như là PDF, XPS hoặc là Change File Type thì chúng ta có một số cái định dạng gợi ý trên này. Thế thì đối với cái nội dung này thì các bạn thấy này, nếu mà chúng ta chọn, ví dụ chúng ta muốn xuất cái file Excel này của chúng ta theo yêu cầu của bài thi của các bạn chẳng hạn, ta sẽ phải xuất cái file Excel này thành một cái file PDF. Thì nếu mà xuất nó thành file PDF thì các bạn có thể thấy là trong phần file Export chúng ta có cái phần là Create XPS PDF đó. Thì chúng ta nhấn cái nút là Create PDF XPS này sẽ ra cửa sổ giống như chức năng chúng ta chọn Save As thôi. Thì các bạn thấy cái phần là Save As, ta nhấn nút mũi tên thả xuống, ở đây nó chỉ có hai định dạng này. Và tôi ở đây tôi nhấn Escape trên bàn phím, sau tôi nhấn phím F12 thì các bạn cũng có thể thấy là gì, chúng ta có thể chọn là PDF or XPS. Thì ta dùng cách kia hoặc là cách này đều được. Và trong cái nội dung ở đây thì các bạn sẽ thấy là gì, ta được yêu cầu là gì, tên file cần lưu là gì. Thì các bạn có thể để đặt tên file như thế nào đấy, tạm thời tôi để nguyên như thế này. Và cứ theo đúng yêu cầu của bài thi chẳng hạn, khi các bạn làm bài thi thì theo đúng yêu cầu bài thi đưa ra thôi. Rồi, chúng ta sẽ có những cái tùy chọn ngoài việc vừa rồi, có thể có tùy chọn về việc là lưu dưới dạng mặc định, dạng là gì, standard, tức là định dạng chuẩn, cái file nó gọn vừa phải. Và nếu các bạn chọn là minimum size chẳng hạn thì thường là cái file đấy để chúng ta gửi qua mail public trên mạng để xem nhanh, thì cái file dung lượng nó sẽ rất là bé, đó, nó sẽ gọn hơn nhiều, thì có thể chọn là minimum size. Và các bạn cũng nên chú ý một việc nữa là nên vào cái phần options, chúng ta đang ôn thi mà, thì các bạn nên vào phần options và xem thêm là gì, ví dụ nó cho các bạn xuất một tất cả các trang thì all nhỉ? Hoặc là xuất từ trang mấy đến trang bao nhiêu. Đó, tôi để tạm lại về all nhé. Rồi các bạn sẽ thấy là xuất cái gì, xuất đúng cái phần đang lựa chọn hay là xuất nguyên cái trang mà chúng ta đang chọn, hay là entire workbook, tức là các bạn chọn là entire workbook, tức là chúng ta sẽ xuất toàn bộ, ví dụ trên cái file này có bao nhiêu sheet thì sẽ xuất được bấy nhiêu. Thì những cái tùy chọn này các bạn nên xem thêm để biết xem là nó có thể hỗ trợ việc gì, và thực ra trong bài thi người ta yêu cầu như nào thì các bạn sẽ chọn đúng như thế thôi. Rồi tạm thời chỗ này ta cancel, quay trở lại cái cửa sổ Save As. Và trong cửa sổ Save As tôi chỉ đơn giản là nhấn nút Save để ta lưu lại. Rồi chỗ này các bạn thấy là tôi có cái phần là Open File After Publishing, thì có nghĩa là nếu tôi nhấn nút Save, cái file này sẽ xuất thành PDF này. Các bạn thấy Publishing nó sẽ xuất hiện. Và sau đó sau khi mà xuất xong thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng. Ứng dụng này có thể khác nhau trên từng máy. Ví dụ trên máy của tôi đang dùng Microsoft Edge để nó mở cái file PDF. Máy các bạn có thể đã dùng ứng dụng là Acrobat Reader Focus gì đấy, tôi không rõ. Và cái này nó tùy theo từng máy, nó sẽ xuất hiện cái file PDF cho chúng ta như thế này. Rồi, đấy là một chức năng tôi dùng on top, và tôi quay lại đây. Và trong cái file này thì ngoài cái việc là xuất PDF thì các bạn có thể có những cái định dạng xuất khác. Thực ra trong trường hợp đến đây là các bạn hoàn toàn có thể biết là gì, cái nội dung này chúng ta thi như thế nào. Thế còn nếu mà cần thử xuất một cái dạng khác, ví dụ tôi dùng file, vừa nãy tôi dùng cửa sổ là Save As rồi, ví dụ tôi dùng cái cửa sổ là Export thử xem như thế nào. Thế tôi vào phần Export, tôi chọn là Change File Type, và chúng ta sẽ có là những cái file dưới dạng text này, Type Delimited. Thì ngoài ra có gì CSV này, đấy thì các bạn muốn xuất vào dạng nào thì chọn thử dạng đấy, ví dụ tôi chọn dạng text đi. Thì sau khi tôi chọn dạng text rồi thì ta sẽ nhấn nút Save As, và các bạn thấy là cái cửa sổ Save As nó sẽ xuất hiện ra. Và cũng tên file như thế, các bạn thấy là trong cái file thực hành trong phần trước này 1.1.2 này là có cái file txt, chứ có thể xuất từ Excel ra như thế này. Thì sau khi xong rồi các bạn có thể nhấn nút Save, đây là tôi thử thôi. Và các bạn sẽ thấy là có thể có cảnh báo, bởi vì là trên file Excel của chúng ta có nhiều cái thông tin, ví dụ như là phông chữ của chúng ta là phông chữ như thế nào này, rồi cái định dạng các cái đường gạch này. Còn nếu mà các bạn xuất thành file txt thì nếu các bạn xem trong video trước thì các bạn có thể thấy là gì, cái file đấy nó chỉ đơn thuần là văn bản, hoàn toàn không có định dạng, không có bất cứ cái gì cả. Đó. Thì có thể chính vì thế trên các bạn gặp cái cửa sổ này không sao hết. Các bạn thấy là các bạn có muốn lưu lại và sử dụng cái định dạng này không? Đồng ý cho chọn yes. Vậy là xong, chúng ta đã nắm được cách làm thế nào để lưu cái sổ tính của mình rồi thành một cái định dạng khác ở trong Excel. Còn trong trường hợp nếu các bạn làm bài thi hoặc là trong cái quá trình chúng ta học, các bạn có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.